Siri nhập môn Calisthenics cùng Hoàng Chân Teo tập 2. Sau video tập 1 mình đăng lên thì mình thấy khá nhiều anh em đang bị yếu ở động tác kéo xa và hít đất. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cũng như là bổ trợ cho anh em trong hai động tác đó. Anh em cùng đón xem nha. Đầu tiên sẽ là kéo xa. Đây là bài dễ nhất để bổ trợ cho anh em kéo xa. Bài này sẽ giúp cho anh em kích hoạt được phần xô và phần cánh tay khi anh em kéo. Level tiếp theo sẽ là Australian Pull-up. Bài này sẽ giúp cho anh em phát triển phần cơ kéo rất tốt. Anh em nào kéo bài này được trên 10 rep thì có thể sang bài tiếp theo nha. Tiếp theo sẽ là Hold Pull-up. Anh em tìm một cái xà thấp để có thể nhảy lên, làm sao cho cầm qua xà và giữ từ 5 cho đến 10 giây là đẹp. Nếu giữ được trên 15 giây rồi thì hãy qua bài tiếp theo. Level tiếp theo chúng ta sẽ tập kéo nửa rep. Chúng ta sẽ tập kéo nửa rep trên và kéo nửa rep dưới, làm sao cho chúng ta kéo được từ 5 cho đến 8 rep là đạt yêu cầu. Level cuối cùng chính là kéo xà với dây trợ lực. Anh em nào mà chưa có dây trợ lực thì có thể tham khảo cho mình trong tổ hàng của mình nha. Làm video chi tiết như này rồi thì đừng có ông nào comment bảo là em chưa kéo được xà nữa nhá. Ok, tiếp theo sẽ là hít đất. Đầu tiên thì anh em cứ tập hít đất ở những cái độ cao như này cho mình. Ở bài này thì nó khá là nhẹ. Anh em cố gắng làm cho mình từ 15 cho đến 20 rep thì hãng chuyển sang level tiếp theo nha. Ở level tiếp theo thì chúng ta sẽ giảm độ cao xuống cách mặt đất khoảng tầm 30 cm. Bài này chúng ta sẽ làm từ 10 cho đến 15 rep là đạt nha. Level cuối cùng chúng ta sẽ tập cách mặt đất 5 cho đến 10 cm. Anh em có thể sử dụng pallet để tăng sức nắm của cẳng tay cũng như là giúp cho anh em giữ thăng bằng tốt hơn. Trên đây là những bài bổ trợ cho kéo xà và hít đất dành cho anh em ở level yếu. Anh em hãy lưu lại và tập luyện một cách hiệu quả hơn nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.